Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay 27 tháng 12 mình tiếp tục báo giá xài cho các bạn được biết nha các bạn. Thì hiện tại mình đang ở vườn sao hè các bạn ơi. Thì sáng giờ mình cũng hỏi một số dừa các bạn. Thì giá xài hôm nay thì nó nhóng lên được 1.000 nha. Cụ thể là xài vàng vàng nhất và xài xanh. Xanh nhất là đồng giá 42.000 ký nha các bạn. Còn mình không có hỏi xài 2 với xài 3 nha các bạn. Tại vì chưa có xài bán rồi mình cũng không có hỏi nhiều nha. Thì giá thì mỗi dựa mỗi giá khác nhau. Các bạn cũng nên hiểu các bạn ơi. Chênh lệch 1-2.000, 2-3.000 đó chuyện đương nhiên rồi. Thì cũng có nhiều bạn hỏi tại sao mình báo giá mà giá lại lệch 2-3.000. Thì các bạn biết là dựa này với dựa kia nó lấy giá khác nhau. Nhiều khi dựa này cạnh tranh với dựa kia thì nó nâng giá, hoặc là dựa đang cần hàng, dư hàng thì giá thấp. Cái đó các bạn cũng thừa hiểu nha các bạn. Chứ nhiều bạn comment giá cả nó lọt vậy báo không chính xác. Mình mấy bạn hỏi thì mình cũng nói thôi, chứ thật sự thì cái nhiều lúc nhiều khi trong thời điểm xài tăng giá có một số dựa cách huyện với tỉnh, huyện với thành phố thôi nha các bạn, cách nhau chừng 7-8 cây à, nhưng mà giá nó khác nhau nha. Thì vấn đề giá cả nó cũng khó lắm các bạn. Tùy theo dựa thôi, dựa lớn dựa nhỏ, rồi tùy theo mà lúc cái dựa nó đang đóng hàng ra sao thôi. Thì cụ thể thì mình đã báo giá xong hôm nay nha. Thì sẵn hôm nay ra thăm vườn mình sẽ lột bao xài út ra cho các bạn xem các bạn. Thì xài út bao được 17 ngày nha. Thì cũng nhiều bạn comment hỏi giá mình xài út nha. Nhưng mà mình hiện tại chưa nắm giá được xài út nha các bạn. Thì vườn còn khoảng vài chục gốc mà các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ lột bao xài út bao vàng nha. Hôm nay là năm đầu tiên mình bao vàng. Chứ xài út mấy năm trước mình bỏ xài trần không nha các bạn. Mình sẽ leo lên cái cây xài nè. Cái xài nè các bạn. Mình lột bao cho các bạn xem. Mình sẽ lột cái trái này cho các bạn xem coi. Trái xài nó bao được 17 ngày. Bữa nay nó mới lớn nha các bạn. Rồi màu như thế nào nha. Thì mấy ngày nay thì cuối mùa rồi các bạn ơi. Xài mình cũng bao xong rồi. Nên 4-5 ngày nay chưa ra thăm vườn. Cuối mùa mà đi kiếm việc làm thêm các bạn ơi. Còn cái chuyện mua bán là của thằng em mình nha. Đây đẹp không các bạn? Để mình đưa xa xa ra nó không lấy nét được nè. À, quá đẹp luôn. À, nó chá quá. Đây mình một lát mình sẽ bao nha. Đang leo cầu thang không bao được. Một trái. Đây mình lột cái này nha. Cao lắm các bạn. Cái xài Úc này nó trồng một lượng với xài Đài Loan, nhưng mà nó phát triển mạnh hơn nha. Nó chống chịu với sâu bệnh cũng mình mấy năm nay mình thấy nó mạnh hơn xài Đài Loan nha các bạn. Thì xài này ở hình như mình biết, theo mình biết là khu vực từ Khánh Hòa, vòng vòng Khánh Hòa, Bình Định đồ trồng nhiều lắm đó các bạn. À, quá đẹp luôn. Mình cũng đang cập nhật cái giá xài Úc này cũng khoảng tầm 20 ngày nữa là bán cái lứa xài Úc này được.
Cái vườn nhà mình nha các bạn, vườn nhà mình thì thất bại các bạn. Lúc đầu làm thì không biết nên trồng khoảng cách mấy cây xài này nó quá gập. Chắc là hết cái vụ này là sẽ đốn tỉa bớt. À, cao lắm. Cái thang này 4 mét mà mình mới bắt được tới hơn nửa cây à. Xài cũng già lắm. Mình không cưa đọt là nó lên hoài luôn. À, đẹp không các bạn? Mình bỏ bao đây xíu mình lụm mình bao lại nha. Cho nó kết thúc video. Nói chung mình bao lúc nhỏ thì nó lên màu đẹp lắm mà. Đây này nó bị chạy đó. À, một cây này chắc cũng 40-50 bao gì á. Thì sẵn hôm nay cũng tâm sự với mấy bạn luôn đó, mấy bạn ơi. Thì mình cũng tình cờ được một ông được người bạn giới thiệu cho vào cái nhóm hội làm xài Đài Loan bền vững ở trên Facebook đó các bạn. Thì mình mới thấy cái anh báo giá. Trước kia mình cũng có làm YouTube nhưng mà mình nghĩ thời gian thì mình không làm nha. Rồi về mình làm vườn. Xong rồi cảm thấy yêu thích công việc làm vườn các bạn. Rồi thấy mấy bạn trên nhóm thảo luận, rồi lâu lâu cũng có người cập nhật giá, rồi mình mới có ý tưởng là làm cái kênh báo giá cho các bạn được xem để nhiều nhà vườn biết nha các bạn. Thì giá cả thì các bạn phải hiểu cho mình đó, là giá là mình báo ở khu vực mình ở, giá thì nó sẽ chênh lệch với những khu vực khác. Thì đương nhiên là lái này mua giá này, lái kia mua giá kia, mới có trường hợp là lái mua được, mua lái mua không được nha các bạn. Nhưng mà cái quan trọng là cách lấy hàng nha. Thì giá cả mình chỉ báo cho các bạn nắm là giá điển hình, đương nhiên có sự chênh lệch. Để nhiều bạn vô comment này nói những lời cũng không hay lắm các bạn. Nhưng mà mình thì những lời không hay thì mình bỏ qua thôi. Còn những bạn nào quan tâm mà những chia sẻ của mình ủng hộ mình thì mình cảm ơn nha. Thì đó là những gì mình hôm nay muốn nói với các bạn nha các bạn. Thì thôi video mình hôm nay xin kết thúc tại đây nha. Các bạn xem thấy video hữu ích thì hãy nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ chia sẻ những gì mà hữu ích nhất cho các bạn. Xin chào các bạn nha.